Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình trong suốt thời gian qua. Hôm nay mình chia sẻ về cái máy xay ép sinh tố, tức là cái máy ép chậm dắt nước để uống đó. Nhưng mà cái máy này rẻ tiền, mình không biết là cái độ bền bao lâu. Nếu các bạn xay một tháng một lần, tức là thế nào cũng được, dặn tới 2 năm mới hư. Cho nên mình có ghi trong cái giấy như thế này, cái cách ghi mỗi lần xay ghi vô đây để mình nhớ. Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Đây các bạn, cái cách mình ghi như thế này đó, máy ép chậm xay sinh tố, tức là mỗi lần xay thì mình gạch một gạch đó, 5 gạch, một khung 5 gạch thì 1, 5, 5, 10, 15, 20, 25, tức là ở đây là mình xay được 25 lần là các bạn. Nếu các bạn xay một tháng một lần, tức là phải được 2 năm, đây là 25 lần rồi đó. Mình xay 25 lần, cái máy chưa trục trặc gì hết, để coi lần này có trục trặc gì không. Bây giờ lại coi cô ba sắt rau củ quả để xay. Mình sắt cái vỏ xong rồi mình sắt nhuyễn nhuyễn bỏ vô máy xay, bơm thơm. Và bên đây cần tây, dưa leo, cà rốt, chanh, gừng. Rồi bao nhiêu đó mình đủ uống sinh tố bổ dưỡng. Bây giờ mình sắc bông, mình lấy cái hộp ra cắt như thế này, cắt dần 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 giữ ra lấy cái hộp. Chiếc bom này nó không có to các bạn, nên mình chịu khó cắt như thế này. Mở cái hộp nó ra như thế này là nếu mà mình vô tình xay luôn hộp thì nó sẽ cứng, sẽ hư mau hư máy. Đó, các bạn thấy hộp như thế này nó cứng, sắt như vậy cho nó bảo quản cái máy lâu dài. Bây giờ tới phần thôn cũng vậy các bạn, mình không cần cắt mắt, mình lấy những cái mắt này mình xay luôn. Đó, mình cắt mấy cái xấu như thế này, còn những điều mình ăn không cần cắt mắt. Đó, mình cắt như vậy quanh vậy, mấy cái này xay được này các bạn, để xay luôn vậy. Đó, cái này mình ăn, còn cái hộp ở trong mình cắt cái lỗi này mình cắt xay. Bây giờ mình cắt nhỏ này rồi cho nó nhẹ đấy. Các bạn thấy cái mắt như thế này mình đâu có ăn được, mình lợi dụng mình xay mình uống các bạn. Đó, còn cái phần này mình cắt mình tiễn lên ăn. Về cái mắt mình xay, cái mắt mình cũng đâu có ăn được đâu, mình dắt ra nước nó cũng uống được. Mắt mình sắc nhỏ nó sơ rất nhiều, mình xay luôn. Còn phần này nó ăn, mình ăn lại đây. Mình xay đó. Cái thứ hai mình cũng vậy, nào xấu xay, đẹp ăn, này đẹp ăn, không cần khắc mắc nha các bạn. Nếu mà các bạn nào mà có bán thôn gặp thôn bán, lấy cái mắt này xay uống hết xay luôn, miễn phí, đem bỏ gì cho tốn uống, bỏ gì cho uống, đem xay uống, đó, cái này ăn. Này để ăn, này xay, xay, cái này sắc những cái cụ, cây này. Cái cổ chúng nó đâu có ăn được sơ không, cắt ra xay. Rồi, như vậy mình có một ly sinh tố nước ăn và xay. Bây giờ mình quay dần cho các bạn xem nhiên liệu mình xay xanh rau củ quả. Đây là dưa leo, cần tây, thơm, thơm mình thông dụng để mình sắc ra các bạn. Đó, cái mắt đó, đó. Mình tiện dụng mình xay xanh được, xay sinh tố được. Đó, bơm, dền, củ dền, cà rốt, chanh, gừng. Chỉ bao nhiêu đó là sinh tố uống được các bạn. Nó đúng như vậy các bạn, lúc nào mình mua đồ rẻ tiền, máy rẻ tiền, xe rẻ tiền, thế nào nó cũng không ngon bằng cái đồ mắc tiền.
phải là xây 25 lần rồi thì nó có phần hơi kém chút xíu về cái cách xây, cho nên lần này xây tới 25 lần rồi cũng chưa biết là nó hư có cái lúc nào, thì mình ráp vô mình xây cho các bạn xem lần này nó có được không hay là lần này là bị chặt. Thì nó mới ráp xong rồi, mình tiến hành xây cho các bạn xem. Các bạn nhớ, thứ nhất là mình xây rất là nhiều lần, mình thấy là cà rốt lúc nào nó xây cái máy nào cũng vậy, rất là cứng, nép xuống rốt rốt có thể nứt máy được các bạn, cho nên cái máy này dở mình mới cắt nhỏ như thế này. Còn cái máy mạnh thì mình có thể để nguyên cũ nó chạy luôn, nếu mình cắt nhỏ vậy bảo dưỡng cái máy nó kéo dài tuổi thọ. Đó, giờ mình tiến hành xây cho các bạn xem. Mình thường thường là mình xây cái dưa leo, mình xây trước để mình ăn, mình lấy xác mình ăn luôn. Rồi, mình xây dưa leo trước, còn với rừng mình cho nó ra để mình ăn luôn cho nó tốt. Gừng các bạn cũng nên sắc cho nhuyễn như thế này, gừng nó cũng dễ bị kẹt máy, nó cho rất là nhiều nó kẹt máy rồi. Mình xem kẽ dưa leo một chút, gừng một chút cho nó khỏi kẹt máy. Bây giờ đến phần cà rốt, các bạn biết hồi nãy mình đã nói là cà rốt nó rất là cứng, thấy vậy các bạn bỏ vô nghe rất rớt ghê, dễ bị nứt máy lắm, cho nên mình cẩn thận cà rốt mình pha lẫn với cái này đi cho nó nhẹ bớt, pha lẫn miếng bông vô cho nó nhẹ bớt. Cái vậy các bạn tưởng nhẹ, không phải là nó nặng lắm, nặng mấy. Các bạn thấy nó ghi không, nó nặng ghi cái mấy. Mình trộn lẫn bơm. Đó, nặng vậy các bạn. Mỗi lần quay cà rốt rất là sợ các bạn. Cà rốt mấy, rắc người ghi. Đó, các bạn thấy không, cà rốt vô là rắc gớm, rất là cứng. Cho nên mình phải pha lẫn cái này kia. Rồi giờ cà rốt xong rồi mình phát rồi, cho nên mình còn cái khác không còn lo nữa. Như mấy cái này nè, thấy vậy là nó không có cứng dữ các bạn. Các bạn thấy khôn và cần tay, thấy vậy nó không có cứng, nhưng mà mình cũng phải pha lỏng cái này chút cái kia chút. Đó, tức là bảo quản máy cần lên các bạn xay như vậy, đừng có thay một thứ nhiều, pha lỏng cái này chút kia chút, vậy mới bảo quản cái máy lâu dài. Các bạn thấy nè, khôn cái mắt đâu thể nào ăn được, mình dắt ra nước uống. Đó, thấy cái mắt như vậy cứng vậy nhưng mà mình ăn mình nuốt không được, nhưng mà cái mắt vô cái máy này nó ok hết, chỉ có cà rốt thôi, cà rốt là nó cứng xay rất chắc, bạn thấy nó ép nó ra hết trơn, ra hết trơn, chỉ có cà rốt như các bạn cẩn thận cà rốt thôi. Ra ào ào hết đó, còn cái mắt mà ăn không được mà ép ra ào ào hết rất là dễ. Rồi mình cuối cùng mình xây cái chanh. Chanh mà nảy là hết các bạn. Chanh nó dễ ra, nảy lên tất cả sắp nó ra hết. Các bạn thấy nó chạy ào ào ào. Chanh nó dễ ra. Bây giờ chạy ào ào thôi. Các bạn thấy cái máy xịn thì nó không có chảy ra, còn cái máy dỗn rẻ tiền thì nó có chỗ không kính thì chảy nước ra các bạn. Đó, chảy theo mấy cái chỗ này chảy theo mấy chỗ này dễ các bạn. Đồ xịn thì nó khác, đồ rẻ tiền, nhưng mà xài được 25 lần rồi các bạn, 25 lần ok. Nếu mà xài 1 tháng 1 lần tức là kéo dài ít gì cũng phải 2 năm cái máy này. Vậy đó các bạn, cái máy rẻ tiền thì mình phải cần cái lược, nó ra sát cũng hơi nhiều thì mình lược lại như thế này uống đỡ có cặn. Nhưng mà cái máy mắc tiền nó ra ít chút xíu mà mình cũng xài được các bạn. Bao nhiêu ra bao nhiêu sinh tố này các bạn, này cầu 3 lít nữa các bạn, 3 lít sinh tố. Bây giờ trước khi mình đổ vô chai thì mình khuấy đều lên cho nó hòa đồng hết, nó đều đặn hết, rồi sau đó mình cắt cái chai để thu lạnh uống được 72 tiếng đồng hồ các bạn. Từ từ trong lạnh mình uống mấy ngày luôn như vậy các bạn. Các bạn thấy nè, mình nói là cái máy rẻ tiền nó đi về đây, nó sẽ chảy chỗ cái cốt này ra nè, chảy ra ngoài chút xíu, tức là nó cũng không kính, ron không kính, xài 25 lần nè mà chưa hư, nó xì thì xì như vậy nó vẫn chưa hư. Đó, sau khi mình xay xong cái bã cà rốt và củ dần, mình có thể làm món ăn khác, mình ăn không kịp thì để đông đá, khi nào mình cần nấu cháo hoặc cái gì đó mình để đem ra làm các bạn. Và cái dưa leo thì mình ăn sống thay vì dưa leo mình sắc biết, bây giờ dưa leo xay nhuyễn để bả mình ăn cơm. Còn cái nước thì mình đổ vô chai như thế này, mình cắt vô tủ lạnh uống được 72 tiếng đồng hồ. Bây giờ mình
mà các bạn dùng thử cái nước mình xay coi nó ngon như thế nào. Ôi trời, tuyệt vời luôn, rất là ngon. Tức là mình xay những cái vật liệu mình xay như thế này là không có cái gì đắng nhiều, tất cả là lợ ngọt, rất là ngon các bạn. Ngọt, cà rốt cũng ngọt nè, bông cũng ngọt nè, củ dền cũng ngọt nè, rồi thơm ngọt, tất cả đều ngọt, rất là ngon các bạn. Ôi, rất là ngon. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy đăng ký kênh và nút chuông để nhận được video mới nhất hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn các bạn đã nhiệt, chúc các bạn thành công và vui vẻ. Bye bye.